năm 2009, giới tiến hóa công bố một hóa thạch người vượn mới tìm thấy đặt tên là IDA. Hóa thạch này được mô tả là một khám phá vĩ đại, chứng minh sự tồn tại của một mắt xích bị mất tích trong sự tiến hóa từ vượn lên người. Nhưng khoa học chân chính đã nhanh chóng bóc trần sai lầm thảm hại của khám phá vĩ đại này. Đây không phải là một vụ lừa đảo như người vượn bị lừa đảo, nhưng là một trò hề về tư tiến hóa, nói lên khát vọng cháy bỏng nhưng vô vọng của các nhà tiến hóa về việc tìm thấy hóa thạch vượn người. Người vượn IDA, một khám phá vĩ đại của tư tiến hóa. Mới đây, một số tín đồ của Darwin đã cố gắng thuyết phục công chúng rằng hóa thạch trên là một tổ tiên của loài người. Ngày 19 tháng 5 năm 2009, đồng loạt các phương tiện truyền thông rất lớn của thế giới như BBC, ABC, Censor Daily và Guardian, Telegraph, v.v. đã đưa tin về một khám phá gây chấn động. Một nhóm tín đồ của Darwin đã tìm thấy một loài chuyển tiếp trong sự tiến hóa của con người, rằng đây chính là hóa thạch mà người ta trông đợi từ lâu nhưng chưa bao giờ tìm ra. Khám phá vĩ đại này đã được tâng bốc lên tận mây xanh trong nỗ lực truyền thông rộng khắp được tiến hành nhằm biến hóa thạch IDA thành tổ tiên của loài người. Censor Daily lúc đó đã ca tụng đây là một phát hiện phi thường. Sky News thì đi xa hơn, nói rằng hóa thạch này là kỳ quan thứ 8 của thế giới. David Attenborough nói, cái mất xích mà đến giờ họ vẫn nói là thiếu, giờ đã hết thiếu rồi. Và ngay lập tức, một trang web được dựng lên để ca ngợi IDA và người đã có công giúp nó nổi tiếng. Nhưng những người am hiểu thì lập tức ngờ cơn cuồng nhiệt này. Đó là vì những nguyên nhân sau. Khoảng 90% động thực vật từng tồn tại trên trái đất đã tuyệt chủng. Có khoảng 99 loài vượn cáo, trong đó 16 loài đã chính thức tuyệt chủng và nhiều loài vượn cáo khác hiện nay đã được xác định là tuyệt chủng. Nhiều loài động thực vật khác cũng trong tình trạng giống như vậy. Tất cả những loài đã tuyệt chủng ấy đều là những loài hoàn chỉnh, không hề có dạng trung gian nào cả. Hóa thạch IDA được bảo tồn đến 95%. Vì vậy, có thể dễ dàng kiểm tra từng chi tiết gồm cả nội tạng của nó. Và ngoài một vài chi tiết khác biệt so với những con vượn cáo ngày nay, giữa giống vượn cáo này với giống vượn cáo khác thì nó chính xác là một con vượn cáo. Các tín đồ của Darwin nói rằng IDA có ngón cái đối diện với bốn ngón kia, và rằng đặc điểm này khác loài thú khác mà lại giống con người. Thực tế thì tất cả vượn cáo đều y như vậy, con cái bao giờ cũng đối diện với các ngón còn lại. Cũng như vậy, các tín đồ của Darwin cố gắng thuyết phục là IDA có móng tay chứ không phải móng vuốt, và vì thế nó là loài chuyển tiếp. Thực tế, loài linh trưởng nào cũng có móng tay như chân nó. Các tín đồ của Darwin nói rằng xương mắt cá chân của IDA giống như con người. Thế nhưng, tất cả các cấu trúc khác trong hóa thạch này hoàn toàn khác hẳn con người, mà lại giống những con vượn cáo ngày nay. Các tín đồ nói rằng hóa thạch này không giống những con vượn cáo thời nay, không có răng lược ở hàm dưới, không có vuốt chải lông, do đó nó là loài chuyển tiếp. Thực tế thì răng của con vật này giống với răng khỉ, còn vuốt chải lông chỉ là đặc điểm khác biệt rất nhỏ giữa các giống vượn cáo khác nhau. Hơn nữa, đặc điểm răng và móng của hóa thạch này đều hoàn hảo, không có dấu hiệu chưa phát triển hoàn chỉnh, khiếm khuyết hoặc bất thường nào của cái gọi là loài chuyển tiếp. Nó được phát hiện tại Đức năm 1983, tận 26 năm sau đó mới được trưng ra để làm bằng chứng loài chuyển tiếp. Từ chỗ được cất giữ im lặng như là một con vượn cáo thông thường suốt 26 năm, nhờ được tung hô rầm rộ bằng đủ mọi phương tiện truyền thông hạng nặng, nó bỗng nhiên trở thành một kỳ quan thứ 8. Không nằm ngoài dự đoán, sau 5 tháng được hoan nghênh nhiệt liệt, đến tháng 10 năm 2009, IDA đã bị chứng minh là một sai lầm hoặc lừa đảo mới nhất nữa của các tín đồ của Darwin. Henry Gee,
tổng biên tập tạp chí Nắp Chiều từ đầu đã nói thẳng đây là một sai lầm lớn. Báo Riverside nói rằng chiến dịch khóa thạch IDA đã đi quá xa. New Dương Tích đăng bài tại sao IDA không phải là mắt xích thiếu. Ngày 21 tháng 10 năm 2009, BBC đưa tin hóa thạch linh trường không phải là một tổ tiên của con người. Vâng, vậy là đã rõ. Câu hỏi đặt ra là tại sao các tín đồ của Darwin liên tục phạm sai lầm hoặc lừa đảo chỉ để cố chứng tỏ rằng một mắt xích thiếu nào đó là có tồn tại? Tại sao họ lại khao khát một loài truyền tiếp đến vậy? Phải chăng đó là ánh phản chiếu của nỗi tuyệt vọng dai dẳng, trường kỳ mà Darwin từng phải đối mặt ngay từ những ngày đầu tiên thuyết tiến hóa ra đời? Ngày nay, nhiều người trong giới khoa học hiện đại không còn tin vào thuyết tiến hóa. Nó đã bị thay thế bởi thuyết cân bằng ngắt quãng và thiết kế thông minh. Một số tín đồ của Darwin đang mất dần đất sống, đang rất cần có một sự phát kiến vĩ đại để củng cố địa vị của mình. Vì vậy, họ phải tìm cho ra một hóa thạch loài chuyển tiếp nào đó, và IDA đã được lựa chọn. Và tiếp theo, họ phải cố bằng mọi cách chỉ ra bằng được những đặc điểm chưa hoàn thiện đang cải biến của hóa thạch IDA, cùng với những cấu trúc hoàn chỉnh hoặc dị thường của nó. Nhưng trong thâm tâm, các tín đồ của Darwin đều quá biết điều đó là không thể. Bởi vì chính Darwin ngay từ đầu đã phải thừa nhận rằng theo giả thuyết tiến hóa của ông thì số lượng các hóa thạch các loài chuyển tiếp phải rất lớn. Đến ngày nay, trên tổng số khoảng 10 triệu hóa thạch sinh vật đã khai quật được, ít ra phải có hàng triệu hóa thạch loài chuyển tiếp. Nhưng con số hóa thạch mà các nhà tiến hóa công bố là mắt xích thiếu trong thực tế thì cực ít, chỉ có vài chục. Hơn nữa, tất cả các hóa thạch loài chuyển tiếp ít ỏi ấy đều bị tranh cãi gay gắt, và một số đã bị chứng minh là đồ giả hoặc là sai lầm sau nhiều năm nằm trong sách giáo khoa và các viện bảo tàng. Bản thân Darwin trong cuốn Nguồn gốc các loài ấn bản lần thứ 6 năm 1902, trang 314 đến 342 thừa nhận. Số lượng trung gian từng tồn tại trước đây phải thực sự rất lớn. Vậy tại sao không có bất kỳ cấu tạo địa chất nào và tầng địa chất nào tràn đầy các mắt xích trung gian như thế? Khoa địa chất học hoàn toàn không cho thấy bất kỳ một hữu cơ phát triển dần dần một cách tinh vi nào như vậy. Và điều đó có lẽ là lý do tôi phản đối rõ ràng và đáng sợ nhất có thể bị đưa ra để chống lại lý thuyết này. Sai lầm của IDA lần này kéo dài không lâu như những lần trước đó, vốn trường kỳ nhiều năm và thậm chí là vô thời hạn. Nhưng cũng có thể là chúng ta đã quá lạc quan, vì đến hôm nay, sau hơn 2 năm khám phá ra kỳ quan thứ 8, trang web cổ động cho con vượn này vẫn còn tồn tại một cách hoành tráng và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được gỡ bỏ. Dưới đây là một số tuyên bố của các ông bầu của IDA. Mắt xích này đang hé lộ về tổ tiên sớm nhất của chúng ta. Đây là một phát hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi các kết quả của chúng tôi được công bố, điều đó sẽ gây chấn động như là một thiên thạch đâm vào trái đất, tiến sĩ Roren và Rangel. Hóa thạch này có thể sẽ được in hình vào tất cả các sách giáo khoa trong 100 năm tới, John Hurum. Vâng, thưa quý vị độc giả, hy vọng sẽ không đến đồng nỗi này. Những cái vôi của hacker đã là quá đủ. Hiện nay, thuyết tiến hóa đặc biệt thuyết cân bằng ngắt quãng và thiết kế thông minh chèn ép đang bị thay thế dần dần trong các tài liệu sách giáo khoa trung học và đại học phương Tây. Thuyết tiến hóa còn đang bị thách thức nghiêm trọng bởi những sự kiện thực tế không thể phủ nhận. Đó là thực vật cũng có tri giác. Tồn tại rất nhiều hóa thạch sống, một số không thể xếp vào bất kỳ đâu trong cây tiến hóa. Sự tồn tại của thế giới vô hình, nhiều cảnh giới cao thấp khác nhau biểu hiện ở kinh nghiệm cận tử, hiện tượng ngoại cảm, khí công, trường sinh học, yoga, v.v. Vô số dấu tích của những nền văn minh toàn cầu thời tiền sử như Atlantic, MU và thậm chí các chu kỳ nhân loại từ trước nữa. Ví như các thành phố tiền sử dưới đáy biển, các thành phố cổ đại trong lòng đất, các kim tự tháp khắp thế giới tiền sử tại Ai Cập, Trung Quốc, Bosnia, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông, v.v. và những công trình kiến trúc phi thường, vĩ đại khác.
các dân tộc Trung Mỹ và Nam Mỹ như người Maya, Aztec, Inca, Olmec, người Koji nói là hậu duệ của nền văn minh phát triển cực cao đã diệt vong tại Atlantic. Sự sụp đổ của thuyết tiến hóa chỉ là vấn đề thời gian, cùng với sự bùng nổ của Internet. Cánh cổng dẫn đến tự do thông tin toàn cầu, những bí mật vĩ đại của lịch sử đang dần dần không thể che đậy được nữa. Và những sự thật ấy tất yếu sẽ được thừa nhận trong tương lai gần sau một quãng thời gian dài thử thách sắp sửa đi qua. Lưu ý, thuyết cân bằng ngắt quãng vốn đang ngày càng phổ biến ở bậc đại học và thay thế thuyết tiến hóa dựa trên thực tế rằng không có hóa thạch loài chuyển tiếp trong tổng số hàng trăm triệu hóa thạch khai quật được từ xưa tới nay. Vâng, Louis Pasteur, cha đẻ của vi sinh học từng nhấn mạnh, sự tương tự không thể dùng làm bằng chứng. Thí dụ, đám mây trên trời và quả dưa hấu có một đặc điểm rất giống nhau, đó là lượng nước chiếm tới hơn 90% diện tích. Nhưng không thể coi đó là bằng chứng để chứng minh đám mây và quả dưa hấu có chung một nguồn gốc. Thuyết tiến hóa chứng minh sinh vật có chung một nguồn gốc chủ yếu dựa trên sự giống nhau về hình thái học. Đó là một kiểu suy nghĩ vô cùng thô sơ và ấu trĩ, không đáng coi là một định luật khoa học. Pasteur đã khẳng định bác bỏ kiểu suy nghĩ đó. Trong hơn 150 năm, thuyết tiến hóa hầu như không có lý lẽ nào khác ngoài những nhận xét thô sơ về hình thái học như thế. Hóa thạch IDA cũng không là một ngoại lệ. Chính vì IDA dựa trên nền tảng lý lẽ thô sơ đó nên nó rất dễ bị bác bỏ và thực tế nó đã bị bác bỏ. Với những người có tư duy khoa học lành mạnh thì câu chuyện về IDA xứng đáng là một chuyện tiếu lâm của thuyết tiến hóa, xứng đáng được so sánh với việc khám phá ra người vượn Nebraska, một người vượn được các nhà tiến hóa tái tạo chỉ từ một chiếc răng duy nhất mà sau này khoa học đã xác định được rằng chiếc răng đó không phải là răng của người, cũng không phải là răng của vượn mà là chiếc răng của một loài lợn đã tuyệt chủng. Ít lâu sau, lại khám phá ra rằng loài lợn ấy chưa tuyệt chủng mà vẫn còn sống ở Peru. Hóa thạch IDA cùng với rất nhiều hóa thạch người vượn khác như người vượn Pilarao, người Nebraska mà cùng với rất nhiều hóa thạch của các loài chuyển tiếp hoặc loài bị mất tích khác, cho thấy sự thật là tất cả bằng chứng của thuyết tiến hóa đều là những bằng chứng sai lầm hoặc lừa đảo. Tất cả những sai lầm lừa đảo này xuất phát từ thực tế là không có sự tiến hóa và do đó không có bằng chứng tiến hóa. Đó là lý do để các nhà tiến hóa khao khát bằng chứng đến nỗi nhìn vào bất cứ mẫu xương nào cũng hy vọng đó sẽ là bằng chứng hóa thạch cần thiết. Vì thế, chỉ với một chiếc răng mà họ dựng nên người vượn Nebraska, điều này có thể ví như kẻ khát nước trên sa mạc mơ ước tìm thấy cây mơ cây mận và mơ ước này cháy bỏng đến nỗi nhìn thấy cây nào họ cũng vội lao tới hô hoán lên rằng đã tìm thấy cây mơ rồi. Đó là lý do để David Attenborough, một khuôn mặt và tiếng nói điển hình của đài BBC trong 50 năm qua về các chương trình tự nhiên học, đã vội vã loan báo: bây giờ mọi người có thể nói rằng chương trình OK của chúng ta là vượn đã chỉ cho chúng ta thấy cái mắt xích rồi. Và cái mắt xích mà cho đến bây giờ vẫn gọi là mắt xích thiếu đã chẳng còn là mắt xích thiếu nữa rồi. Vâng, thế đấy, thưa quý vị độc giả. Họ nóng lòng tìm thấy mắt xích thiếu đến thế kia đấy. Nhưng thật tội nghiệp cho Attenborough. Chẳng bao lâu sau tuyên bố của ông, cái mà ông loan báo là mắt xích thiếu, tức vượn người IDA, hóa ra lại chỉ là một ảo ảnh tưởng tượng của thuyết tiến hóa. Vâng, thưa độc giả, tôi muốn có một lời khuyên chân thành đến những người cả tin vào sự tiến hóa rằng: thưa quý vị, từ nay quý vị hãy trân trọng khi nghe thấy loan báo tìm thấy hóa thạch chứng minh sự tiến hóa hay hóa thạch người vượn, bởi nhân loại đã bị đánh lừa quá nhiều lần về chuyện này rồi. Điển hình nhất là người vượn Pilarao, hóa thạch nổi tiếng nhất vì nó đã lừa đảo được cả thế giới 41 năm trời và đã làm hỏng tư duy của nhiều thế hệ và đã trở thành đề tài của 500 luận án tiến sĩ về tiến hóa. Tôi nghĩ bất cứ một người nào tin vào thuyết tiến hóa cũng phải cảm thấy xấu hổ về những luận án này. Vậy xin hãy trân trọng vào những lý thuyết, luận án, sách báo của thuyết tiến hóa.
Vâng, xin hãy trân trọng với bất cứ tin tức nào của Tư Thiên Hóa nói rằng đã chứng minh được cái này cái nọ. Chẳng hạn, có nhân viên phòng thí nghiệm sinh hóa nào đó tuyên bố đã chế tạo được protein thuận tay trái. Những tin tức nhảm nhí như thế cũng có người tin. Sao lại có người khờ khạo đến như thế? Tôi đã từng khuyên những người đó rằng hãy gửi ngay những thông tin của họ đến ủy ban của giải Nobel. Vì chắc chắn nếu đó là sự thật thì những công trình đó phải đạt giải Nobel. Nên nhớ rằng Tư Thiên Hóa đứng đầu thế giới về các giả thuyết giật gân, đứng đầu thế giới khoa học về những vụ lừa đảo, và zero về giải Nobel, zero về bất cứ giải thưởng sinh hóa lớn nào khác. Người khôn ngoan chỉ cần thoáng qua như thế là đủ hiểu thực chất của Tư Thiên Hóa là gì. Thực tế không ai phê phán bác bỏ Tư Thiên Hóa hiệu quả bằng chính các nhà tiến hóa. Vì chính các nhà tiến hóa tự giới thiệu họ với thế giới bằng các công trình bất hủ như người vượn Pindadao, người vượn Nebraska, khủng long bay, và bây giờ là hóa thạch IDA. Nhưng công trình này thiết tưởng đã quá đủ để cho chúng ta thấy Tư Thiên Hóa không có bằng chứng. Vì thế, phải bịa đặt ra những bằng chứng hoặc vô lấy những bằng chứng sai lầm. Có một câu hỏi tôi đã hỏi nhiều lần nhưng không có nhà tiến hóa nào dám trả lời. Nếu Tư Thiên Hóa có bằng chứng, thì tại sao phải tạo ra bằng chứng giả mạo? Nếu IDA không phải là giả mạo thì là ấu trĩ về khoa học. Xin độc giả hãy nhìn kỹ vào hình ảnh của IDA để đặt câu hỏi. Bộ xương của một con vật như thế, bé nhỏ như thế, và cái mõm và cái đuôi dài như thế, mà dám bảo đó là bộ xương của một loài tổ tiên của con người ư? Đây là một chuyện khoa học nghiêm túc hay là chuyện tiếu lâm vậy? Phải nói một cách chính xác rằng, các nhà tiến hóa đang mơ giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của họ. Nếu Tư Thiên Hóa đã tìm thấy một bằng chứng của loài truyền tiếp nào đó, hoặc của người vượn đủ sức thuyết phục toàn thể mọi người như những bằng chứng của vật lý học, chẳng hạn bằng chứng hạt Higgs, hạt của Chúa, thì chắc chắn bằng chứng ấy sẽ đạt giải Nobel sinh học. Vì chính cụ Darwin đã từng bị dằn vặt bởi lý thuyết của cụ không hề có bằng chứng. Tất cả những ai tin thuyết tiến hóa đến nỗi tin tưởng chắc chắn sau vài tỷ năm con cá lên bờ nhiều sẽ biến thành động vật trên cạn. Hãy nhớ rằng, cái gì là khoa học thì phải chứng minh bằng thực tế. Nếu không thể chứng minh bằng thực tế, thì đừng tôn niềm tin của mình lên thành lý thuyết khoa học, bởi vì đó là ngụy khoa học. Louis Pasteur, cha đẻ của hai định luật cơ bản về sự sống, định luật tạo sinh và định luật bất đối xứng, từng dạy rằng đừng trưng ra bất kỳ cái gì mà bạn không thể chứng minh bằng thực nghiệm. Thuyết tiến hóa không có một thực nghiệm nào thành công. Thực nghiệm nổi tiếng nhất của Thuyết tiến hóa là thí nghiệm Stanley Miller, từng được quảng cáo dù beng là một chứng minh sự sống ra đời từ vật chất không sống, nhưng cuối cùng lại bị khoa học chân chính bác bỏ. Tác giả: giáo sư Phạm Việt Hưng. Nguồn bài viết: viethungphạm.com. Người thực hiện: Kiên Nguyễn.